Vô liền. Yên tâm đi, đồ ăn mà. Em phải ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Yeah, đây là không khí mà khi mỗi khi mọi người tụ họp, mặc dù đã hết Tết rồi nhưng mà vẫn cần những cái bữa tiệc sum họp nha, với mọi người. Mọi người ở đây rất là hòa đồng luôn. Ăn uống xong rồi chơi lô tô nè. Chơi lô tô thì một tờ là một đồng thôi, chơi chưa vui mà. Sau chơi lô tô xong rồi hát karaoke, rất là vui vẻ luôn. Mình rất thích những cái lúc mà mọi người quây quần sum họp như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thank you and bye bye.